Sáng nay, Trường Cao Đẳng Cần Thơ tổ chức khai giảng năm học 2023-2024 và kỷ niệm 41 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11. Năm học mới này, trường đón 1.150 tân sinh viên, nâng quy mô đào tạo lên 3.500 sinh viên, với 23 ngành nghề đào tạo trình độ cao đẳng. Trường hiện ký kết hợp tác với hơn 40 doanh nghiệp để phục vụ mục tiêu đào tạo, xây dựng chương trình, tạo môi trường thực hành thực tập và giải quyết việc làm cho sinh viên, Hàng năm, tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp có việc làm trên 90%. Trong khuôn khổ buổi lễ, thầy trò cùng nhau ôn lại truyền thống ngày nhà giáo Việt Nam, trao đổi chia sẻ định hướng phát triển nhà trường, trong đó tập trung xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên và cán bộ quản lý, đầu tư cơ sở vật chất trang thiết bị, cải tiến đổi mới công tác quản lý, từng bước thực hiện chuyển đổi số trong giáo dục nghề nghiệp. Dịp này, trường có một cá nhân dinh dự được nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, bốn tập thể nhận cờ thi đua của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ, nhiều tập thể cá nhân nhận bằng khen của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ vì có nhiều thành tích xuất sắc trong công tác đào tạo.